nhà báo Phạm Đoan Trang được trao giải Tự do báo chí quốc tế 2022. Liên Hiệp Quốc quan ngại việc Việt Nam đe dọa các nạn nhân tố cáo tội phạm buôn người. Công ty làm truyền thông cho đêm nhạc Khánh Ly bị phạt vì đổi tên buổi biểu diễn. Trung Quốc cảnh cáo sẽ có biện pháp mạnh nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan. Nắng nóng kỷ lục thiêu đốt châu Âu, cháy rừng lan rộng. Ủy ban bảo vệ ký giả CBJ vừa vinh danh nhà báo bất đồng chính kiến đang bị cầm tù ở Việt Nam, Phạm Đoan Trang, giải Tự do báo chí quốc tế 2022. Bà Trang bị kết án cuối năm ngoái theo Điều 117 về việc làm và tàng trữ thông tin vật phẩm chống nhà nước. Bà bị bắt giam ngay sau khi đối thoại nhân quyền thường niên Việt-Mỹ kết thúc vào tháng 10 năm 2020 và bị giam mà không được gặp mặt người nhà trong hơn một năm trước khi bị đưa ra xét xử tháng 12, 2021. Trong thông báo trao giải cho bà Trang hôm 14 tháng 7, tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Mỹ chuyên cổ võ cho tự do báo chí và bảo vệ quyền của các nhà báo, CBJ nói, bằng việc vinh danh bà Trang, CBJ đang đưa ra ánh sáng sự xuống cấp trong môi trường tự do báo chí ở Việt Nam, một trong năm quốc gia có số lượng nhà báo bị bỏ tù nhiều nhất trên thế giới. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF vào năm 2019 đã trao cho bà Trang, người có nhiều cuốn sách bị cấm xuất bản ở Việt Nam như Phản kháng phi bạo lực và Cẩm nang nuôi tù, giải Tự do báo chí hạng mục tầm ảnh hưởng vì hoạt động thúc đẩy dân chủ nhân quyền. Theo RSF, Việt Nam xếp hạng 174 trên 180 về chỉ số tự do báo chí và là nhà tù lớn thứ 3 trên thế giới đối với các nhà báo sau Trung Quốc và Myanmar. Tháng 3 năm nay, bà Trang được Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng Phụ nữ can đảm. Hà Nội phản đối việc này và nói rằng Việt Nam luôn đảm bảo quyền con người. And greater space for freedom of expression in Vietnam has attracted international recognition. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vừa công bố thư tố giác của 4 chuyên gia nhân quyền gửi chính phủ Việt Nam về nạn buôn người theo chương trình xuất khẩu lao động, nêu vấn đề công an Việt Nam đã đe dọa những người hồi hương từ Ả Rập Xê Út. Thư tố giác ngày 26 tháng 4 của chuyên gia nhân quyền thuộc Liên Hiệp Quốc yêu cầu Việt Nam điều tra việc các nạn nhân của vụ buôn người và thân nhân của họ sống trong môi trường đầy sợ hãi và đe dọa liên tục của quan chức chính quyền, đại diện các công ty xuất khẩu lao động, các nhóm buôn người và nhóm xã hội đen có liên hệ với chính quyền. Xin chào tất cả mọi người Việt Nam đang làm việc tại Ả Rập Xê Út nhé. Văn thư của Liên Hiệp Quốc nêu cụ thể trường hợp của bà Thayan, một lao động người dân tộc Ede ở Ả Rập Xê Út, là nạn nhân của vụ buôn người và được hồi hương tháng 9 năm ngoái. Các báo cáo viên Liên Hiệp Quốc lo ngại việc những nạn nhân cùng chung sống với bà tại trung tâm xã hội Sakan ở Ả Rập Xê Út sau khi hồi hương lại bị công an thẩm vấn. Ngoài ra, thân nhân của bà cũng bị công an mời làm việc, thông báo bà sẽ bị khởi tố hình sự. Xong là quay lại nói, quay mặt chỗ em nói. Tháng 6 năm ngoái, bà Thái Ayen nói với VOA bà bị một quan chức Đại sứ quán Việt Nam ở Riyadh khiển trách sau khi đăng một video cầu cứu lên mạng xã hội vào đầu tháng 4. Thư tố giác của nhóm công tác Liên Hiệp Quốc chỉ ra rằng chính quyền Việt Nam đã vi phạm nguyên tắc không được hăm dọa hoặc trả thù những người báo cáo vi phạm. Tour biểu diễn của ca sĩ Khánh Ly ở Việt Nam một lần nữa gặp rắc rối với chính quyền sở tại khi đơn vị tổ chức buổi họp báo cho đêm nhạc hiện đang sinh sống ở Mỹ, bị phạt hành chính vì đổi tên một buổi biểu diễn dự kiến diễn ra vào tháng 8. Trước đó, hồi tháng 6, ban tổ chức đêm nhạc của Khánh Ly tại Lâm Đồng đã bị cảnh cáo vì để danh ca này hát một bài không nằm trong danh mục cấp phép. Khánh Ly, danh ca 77 tuổi, nổi tiếng với các bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hiện đang có tour lưu diễn xuyên Việt như Một lời chia tay từ ngày 25 tháng 6, với buổi đầu tiên ở Đà Lạt, nơi bà bắt đầu sự nghiệp ca hát tại một phòng trà vào năm 62. Đêm nhạc gần đây nhất tại nhà hát lớn ở Hà Nội hôm 9 tháng 7 diễn ra êm đẹp. Nhưng đơn vị tổ chức buổi họp báo cho đêm nhạc sắp tới đã bị Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng phạt hành chính hôm 18 tháng 7 vì không thực hiện đúng nội dung họp báo mà Sở đã chấp thuận, bị phạt 4 triệu đồng, theo tin trong nước. Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng nói họ chấp thuận cho tổ chức buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc Hãy Yêu Nhau Đi. Nhưng đơn vị tổ chức họp báo hôm 5 tháng 7 đã giới thiệu đêm nhạc dự kiến diễn ra ngày 13 tháng 8 có tên gọi là Hãy Yêu Ngày Tới. Phía tổ chức họp báo đã thừa nhận sai sót khi làm việc với cơ quan hữu trách Đà Nẵng hôm 7 tháng 7.
Dù còn tới gần 2 tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, nhưng thị trường bánh Trung Thu đang dần nhộn nhịp khi đã có các quầy sạp dựng bán trên đường phố. Năm nay là năm đầu tiên đại dịch lùi xa, nên các thương hiệu lớn tung bán bánh Trung Thu sớm hơn nhằm thu hút khách hàng và cạnh tranh thị phần. Năm nay bán sớm nhưng mà giá cả lại rẻ. Người ta dễ mua bán cũng được lắm, tại vì năm nay bánh rẻ hơn năm ngoái mà. Năm ngoái thì chi phí này nọ, giao chuyển đồ nó khó khăn, nó mắc hơn. Khi nào có bánh rồi đó, người ta làm cho mình cắt cái dài như nè, cho mình bán. Chừng nào hết mùa thì nghỉ. Có nghĩa là hết tháng 8, hết nửa tháng 8 qua Trung Thu là bắt đầu là nghỉ. Tháng 8 ở đây là tính theo âm lịch. Về giá cả thì tùy vào thương hiệu cùng với phần bao bì được thiết kế sang trọng bắt mắt đến đâu khi khách hàng chọn mua để làm quà tặng trong mùa Tết Trung Thu. Ngoài ra, vì là mặt hàng thời vụ nên cũng đa dạng cho các lựa chọn của người tiêu dùng. Cái túi tiền của người dân thì nó hơi quá nhỏ, mua bao bì mắc quá thì cũng tội nghiệp cho những người dân, bà con lao động nghèo. Thì thường thường thì họ vẫn ăn một cái bánh trần trụi vậy thôi chứ đâu cần bao bì này kia tính cho nó mắc. Ở người dân quê thì thường thường là vậy. Theo nhận xét ban đầu từ các chủ quầy sạp bán bánh Trung Thu thì đang có kỳ vọng mãi lực tăng để bù lại chuyện năm ngoái gần như đóng băng vì giãn cách xã hội. Hãng xưởng giờ cũng làm việc bình thường nên việc biếu tặng bánh Trung Thu sẽ lại nhiều như trước. Hầu như 2 năm vừa rồi là người ta không có được biếu tặng những bánh Trung Thu tại vì không có nguồn để mua. Thì nó rất là khó khăn nên năm nay thì nó cải thiện hơn. Nay người ta sẽ mua nhiều hơn. Theo đó, mua nhiều hơn vì còn để làm quà tặng biếu trong gắn kết các mối mang làm ăn của doanh nghiệp, cũng như thể hiện sự quan tâm của giới chủ với công nhân, nên chất lượng cũng như mẫu mã bao bì bánh Trung Thu mỗi năm đều đậm những sắc thái bắt mắt. Tổng thống Volodymyr Zelensky cuối ngày 18 tháng 7 loan báo đang tiến hành một cuộc điều tra tại cơ quan an ninh của Ukraine và 28 quan chức có thể bị sa thải vì không đạt yêu cầu công việc. Cuộc điều tra Cục An ninh SBU của Ukraine diễn ra một ngày sau khi ông Zelensky cách chức lãnh đạo SBU, cũng là người bạn thời thơ ấu của ông và sa thải một đồng minh thân cận khác, là tổng công tố trong cuộc thanh trừng nội bộ lớn nhất của Kiev, với lý do hai lãnh đạo này thất bại trong việc loại bỏ gián điệp Nga. Giám đốc cơ quan an ninh SBU Ivan Bakanov và tổng công tố Irina Venedikova lên nắm quyền trong chính sách của ông Zelensky, đưa những người trung thành trẻ tuổi vào cuộc chiến chống tham nhũng kể từ khi cựu diễn viên hài truyền hình lên làm tổng thống vào năm 2019. Nhưng gần 5 tháng sau cuộc xâm lược của Nga, Tổng thống thừa nhận rằng hai đồng minh của ông đã thất bại trong việc diệt trừ những kẻ phản bội trong tổ chức của họ và cộng tác với kẻ thù. Kiev loan báo một loạt các cuộc tấn công thành công được thực hiện vào 30 trung tâm hậu cần và đạn dược của Nga, mà theo họ là đang làm tê liệt các lực lượng chiếm ưu thế về pháo binh của Nga, lực lượng cần vận chuyển hàng ngàn quả đạn tới mặt trận mỗi ngày. Quân đội Ukraine đã có thể gây tổn thất hậu cần đáng kể cho những kẻ chiếm đóng, ông Zelensky nói trong bài phát biểu cuối ngày 18 tháng 7 và cho biết quân Nga đang ngày càng khó giữ các vị trí của mình trên các lãnh thổ chiếm đóng ở Ukraine. Nga ngày 18 tháng 7 nói với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã ra lệnh cho quân đội tập trung tiêu diệt các phi đạn và pháo do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Ở phía nam, Ukraine đang chuẩn bị một cuộc phản công trong những tuần tới để chiếm lại vùng lãnh thổ lớn nhất đã bị chiếm kể từ cuộc xâm lược hồi tháng 2. Ukraine thông báo đã phá hủy các hệ thống phi đạn, thông tin liên lạc, radar, kho đạn dược và xe bọc thép của Nga trong các cuộc tấn công ở khu vực miền nam Kherson. Ở phía đông, các lực lượng Ukraine đã rút khỏi Luhansk vào đầu tháng 7, một trong hai tỉnh mà Nga tuyên bố có chủ quyền nhân danh phe ly khai ủy nhiệm. Kiev nói rằng Moscow đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công khác để chiếm lấy khu vực mà Ukraine nắm giữ ở tỉnh Donetsk lân cận. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2, gọi đây là một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa nước láng giềng và loại bỏ những người theo chủ nghĩa dân tộc. Kiev và phương Tây gọi đây là một nỗ lực nhằm tái thiết một quốc gia đã thoát khỏi sự cai trị của Moscow vào năm 1991. Chính phủ Trung Quốc ngày 19 tháng 7 cảnh báo sẽ có biện pháp mạnh nếu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan.
sau khi tờ Financial Times loan tin bà Pelosi vào tháng sau sẽ đến hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói bất kỳ chuyến thăm nào của bà Pelosi cũng sẽ gây phương hại nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Bà Pelosi và phái đoàn cũng sẽ ghé thăm Indonesia, Nhật Bản, Malaysia và Singapore và tới trụ sở Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tại Hawaii. Tờ báo cho biết thêm, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này. Văn phòng của bà Pelosi và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chưa hồi đáp yêu cầu bình luận của Reuters. Bộ Ngoại giao Đài Loan nói chưa nhận được thông tin liên quan về bất kỳ chuyến thăm nào. Đài Loan đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ Trung Quốc, quốc gia coi hòn đảo được cai trị dân chủ là lãnh thổ của mình. Vấn đề này thường xuyên gây khó chịu trong quan hệ giữa Bắc Kinh với Washington. Sinh viên, công đoàn và các nhóm khác tuần hành qua trung tâm thành phố Colombo ngày 19 tháng 7, phản đối kế hoạch của ông Ranil Wickremesinghe muốn ra tranh cử tổng thống khi các nhà lập pháp chuẩn bị bỏ phiếu bầu nhà lãnh đạo tiếp theo của đất nước vào ngày 20 tháng 7. Đám đông bên ngoài nhà ga chính ở thủ đô Sri Lanka đã hô vang khẩu hiệu yêu cầu ông Wickremesinghe từ chức. Một đám đông tiến đến văn phòng tổng thống đốt hình nộm của ông Wickremesinghe hiện đang làm quyền tổng thống. Ông Wickremesinghe 6 lần làm thủ tướng lên nắm quyền tổng thống sau một cuộc nổi dậy của quần chúng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tàn khốc, đã buộc đương kim tổng thống Gotabaya Rajapaksa phải chạy sang Singapore và từ chức. Người biểu tình tức giận vì giá cả phi mã và tình trạng thiếu lương thực lẫn xăng dầu, cũng muốn ông Wickremesinghe phải ra đi. Quốc hội gần 225 ghế sẽ bỏ phiếu vào ngày 20 tháng 7 để chọn tổng thống mới. Người sẽ dẫn đầu các nỗ lực giải quyết sự sụp đổ kinh tế và chính trị của đất nước. Hạ viện đã chốt 3 ứng cử viên vào ngày 19 tháng 7. Ông Wickremesinghe không được lòng những người biểu tình. Họ đã xông vào văn phòng và dinh thủ tướng của ông hồi đầu tháng khi ông còn làm thủ tướng. Cùng với văn phòng và dinh của tổng thống bị lật đổ Gotabaya Rajapaksa, tuy nhiên ông Wickremesinghe được một phe trong đảng cầm quyền hậu thuẫn để trở thành tổng thống. Cháy rừng lan rộng nhiều vùng nông thôn khô cằn ở Tây Ban Nha và các nơi khác trong lúc đợt nắng nóng kéo dài khắp Nam châu Âu tràn về phía Bắc, với nhiệt độ lần đầu tiên ở Anh vượt quá 40 độ C. Các ngọn lửa đỏ rực bùng cháy dữ dội vào đêm 18 tháng 7 trong lúc tỉnh Zamora của Tây Ban Nha chống chọi với đám cháy rừng gây ra bởi đợt nắng nóng như thiêu như đốt. Hàng chục đám cháy đã bùng phát trên khắp Tây Ban Nha, thiêu rụi nhiều mẫu đất và buộc chính quyền phải sơ tán người dân. Hôm 19 tháng 7, máy bay trực thăng xối nước từ trên cao xuống để ngăn chặn đám cháy rừng đang hoành hành gần các tuabin gió ở tỉnh Zamora. Theo số liệu chính thức, hơn 70.000 hecta đã bị cháy ở Tây Ban Nha trong năm nay, năm tồi tệ nhất trong thập niên qua. Tại Slovenia, nhà chức trách hôm 19 tháng 7 triển khai máy bay trực thăng chở nước và 400 lính cứu hỏa tới ngăn chặn đám cháy rừng ở thị trấn phía tây Miran gần biên giới Ý. Viện khí tượng của Slovenia đã ban hành cảnh báo nguy cơ cháy ở mức đỏ, tức cấp độ tối đa ở khu vực miền Tây từ ngày 20 tháng 7 cho đến hết tuần này. Nước Anh hôm 19 tháng 7 ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước tới nay là 40 độ C, khi đợt nắng nóng bao trùm châu Âu đang hoành hành dữ dội, thiêu đốt các cánh đồng và làm hư hại đường băng sân bay và đường ray xe lửa. Tại thị trấn Droitwich ở Worcestershire, người Anh đổ xô đến các bể bơi để tránh nhiệt. Một số người bơi vào sáng sớm để tránh cái nóng tồi tệ nhất. Nước Anh, quốc gia có thể gặp khó khăn trong việc duy trì các dịch vụ vận tải quan trọng trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt hoặc tuyết rơi, đã được đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp quốc gia khi nhiệt độ vượt kỷ lục 38,7 độ C của năm 2019. Tình trạng này kéo theo các vấn đề về du hành, ngành đường sắt yêu cầu mọi người chỉ sử dụng dịch vụ nếu cần thiết. Cảnh quay từ trên không cho thấy nhà cửa, vườn tược bốc cháy ở Kent và Essex xung quanh các vùng ngoại ô của London hôm 19 tháng 7, ngày mà nước Anh ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục 40 độ C. Đoạn phim quay tại Wrentham và Dartford, phía đông London cho thấy đội cứu hỏa phun vòi rồng vào những ngôi nhà đang cháy, khói đen mù mịt bốc cao lên trời. Nền nhiệt ở châu Âu có thể vẫn cao trên mức bình thường cho tới giữa tuần tới. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO dự báo hôm 19 tháng 7 và cảnh báo rằng những sự kiện như thế này có thể xảy ra với tần suất lớn hơn trong tương lai.
Thật không may khi nhìn vào tất cả các mô hình từ các đối tác của chúng tôi ở cấp quốc gia và khu vực, có thể phải đến giữa tuần tới và một lần nữa nhiệt độ vẫn cao ở hầu hết châu Âu. Trong cuộc họp này, Tổng thư ký WMO Pietari Talas cho hay ông dự kiến sẽ có thêm nhiều trường hợp tử vong ở người cao tuổi và những người có vấn đề về sức khỏe trong đợt nắng nóng này. Ông cũng cảnh báo điều kiện thời tiết có thể có tác động lớn đến sản lượng nông nghiệp của châu Âu. Chúng ta đang có một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu vì chiến tranh ở Ukraine. Đợt nắng nóng này sẽ có tác động tiêu cực hơn nữa đến các hoạt động nông nghiệp. Ông cũng cảnh báo rằng dự kiến con số các đợt nắng nóng sẽ cao hơn nhiều trong tương lai do biến đổi khí hậu. Tôi hy vọng rằng những sự kiện như thế này sẽ là một lời cảnh tỉnh cho nhiều chính phủ. Đây là hình ảnh một trung tâm thương mại ở ngoại ô thủ đô Washington DC. Dịp cuối tuần, rất nhiều gia đình tìm tới đây để tất bật mua sắm trong chương trình khuyến mãi Christmas in July, tạm dịch là Giáng sinh giữa tháng 7, khi mà hầu hết các mặt hàng ở những trung tâm thương mại như thế này đều có mức giảm giá trên 50%. Ngoài dịp khuyến mãi lớn mùa Giáng sinh và cuối năm, thì đây là chương trình khuyến mãi được nhiều gia đình chú ý trong dịp hè để có thể tìm mua cho mình những sản phẩm ưng ý với mức giá rẻ hơn nhiều so với bình thường. Đi shopping ở Mỹ vào thời điểm này có thể nói là chỉ thú vị kém cái thời điểm mà người dân Mỹ đang chuẩn bị cho Noel và dịp đầu năm mới, bởi nó không có cái không khí tất bật và hối hả của những cái ngày cuối năm. Tuy vậy, về giá cả các mặt hàng thì cái mức độ giảm giá không hề kém so với dịp cuối năm, và bạn có thể tìm thấy rất nhiều món hàng hiệu với chất lượng tốt, trong khi giá cả thì lại rất là phải chăng. Nhìn cảnh mua sắm tất bật như thế này thì có thể thấy các gia đình dường như không quá bận tâm tới tỷ lệ lạm phát đang tiếp tục ở mức rất cao tại Mỹ, vốn đã vượt 9% trong tháng 6. Sau lễ Quốc khánh mùng 4 tháng 7, số ngày nghỉ lễ của người Mỹ trong năm dần thưa hơn. Đây là một phần lý do mà các nhà bán lẻ ở Mỹ tranh thủ dịp này tung ra chương trình giảm giá để thúc đẩy bán hàng và giữ chân khách hàng của mình. Mặc dù tình trạng lạm phát ở Mỹ trong những tháng gần đây được đánh giá là cao nhất trong 40 năm qua, tuy nhiên khi tới với những shopping mall như thế này, người ta dường như là quên đi cái câu chuyện lạm phát ở phía bên ngoài để nhường chỗ cho thú vui mua sắm và tìm kiếm những món hàng hiệu ưng ý với giá cả phải chăng trong đợt giảm giá đặc biệt giữa năm này. Christmas in July, Giáng sinh giữa tháng 7, tên của chương trình giảm giá đã khắc họa đầy đủ không khí tất bật mua sắm của các gia đình người Mỹ dịp giảm giá đặc biệt giữa năm này. Dù không có hình ảnh những ông già tuyết và các chú tuần lộc thường thấy tại các trung tâm thương mại như dịp cuối năm, câu chuyện lạm phát cao được nói rất nhiều trên báo chí, các cuộc hội thảo và các diễn đàn khác nhau. Nhưng những khách hàng tại các cửa tiệm ở đây dường như cho thấy họ đã tìm cách điều chỉnh để dù có lạm phát thì những thú vui mua sắm cũng không phải thay đổi hay chấm dứt. Báo cáo của Bộ Thương mại đưa ra giữa tháng này cho thấy người tiêu dùng Mỹ đa phần không bị đánh bại trước tỷ lệ lạm phát cao nhất từ năm 1981 tới nay. Bất chấp giá cả leo thang, tài chính tiêu dùng vẫn trụ tốt. Tuy nhiên, dù vẫn tiếp tục chi tiêu, nhưng lòng tin của người tiêu dùng Mỹ đang ở mức thấp kỷ lục. Bức ảnh cậu bé đứng bên mộ mẹ ở Bucha đã được chia sẻ khắp thế giới, là biểu tượng cho cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine. Mẹ của bé Vlad, chị Marina Nomes, là một người giữ trẻ. Khi chiến tranh bùng nổ, cả gia đình trú ẩn tại tầng hầm của khu nhà chung cư, nơi họ sinh sống tại Bucha. Đây là tôi và Marina trong công viên. Anh Ivan Drahun, chồng chị Marina, nói cả gia đình hiếm khi rời khu tầng hầm. Rất khắc nghiệt, trời thì lạnh cóng, ở đó rất khó thở. Bạn chỉ biết ngồi co ro trong bóng tối, không ra ngoài được và chỉ tắm rửa bằng xô. Drahun cho biết vợ mình không chịu nổi những trận pháo kích. Một đêm nọ,
cô ấy đi ngủ và rồi chẳng bao giờ thức dậy nữa. Marina lúc nào cũng căng thẳng. Cô ấy thỉnh thoảng thấy tim mình run lên. Cô ấy bị đau đầu và phải uống rất nhiều thuốc tim mạch. Hàng xóm giúp Dorhun chôn cất vợ mình trong sân. Quan tài chỉ là một chiếc tủ quần áo cũ. Marina có hai người con riêng với chồng cũ của mình là Sofia, 13 tuổi, và Vladimir, 10 tuổi. Vladimir và Sofia rất hiểu chuyện, còn Vlad thì không. Chúng tôi phải nói với nó là mẹ nó đi làm xa kiếm tiền. Nhưng rồi dần dần, nó cũng nhận ra sự thật. Một đêm nọ, nó đánh thức tôi dậy và hỏi, bố ơi, mẹ chết rồi phải không? Lúc đó tôi còn có thể làm gì đây? Tôi nói, ừ, mẹ chết rồi con ạ. Nhưng mẹ vẫn ở đây với chúng ta, mẹ vẫn dõi theo và bảo vệ cả nhà. Một tuần sau cái chết của Marina, Bucha được giải phóng. Johun khai quật thi thể của Marina để kiểm tra pháp y và sau đó cải táng cô tại nghĩa trang. Người giám định cho biết cô chết vì suy tim. Johun muốn rời khỏi nơi khiến anh nhớ đến cái chết của vợ mình, nhưng gia đình không có đủ tiền để chuyển đi. Sự giúp đỡ đến từ khắp nơi trên thế giới. Một người gốc Odisha sống ở Virginia, doanh nhân Igor Kirilenko, đã nhìn thấy bức ảnh của Vlad và muốn giúp đỡ. Khi tôi nhìn thấy bức ảnh Vlad đứng cạnh mộ mẹ của mình, thằng bé trông thật buồn bã, mà tôi lại chẳng thể giúp gì. Vlad khiến tôi nhớ đến đứa con 6 tuổi của mình. Tôi đã quyết định liên lạc với gia đình thằng bé. Kirilenko và Johun trở thành hai người bạn. Kirilenko lập một tài khoản GoFundMe cho Johun và giờ đã quyên góp được hơn 8.000 đô la. Anh ấy rất tốt, tôi rất biết ơn anh ấy. Giờ đây, gia đình anh đang ở trong một ngôi nhà trọ bên ngoài Kiev và đang có ý định chuyển nhà. Một trong số những điểm đến có thể là Bồ Đào Nha. Bạn của nhiếp ảnh gia Rodrigo App, phóng viên hãng Associated Press, người đã chụp bức ảnh nổi tiếng của Vlad, đã đề nghị giúp đỡ. Trong khi đó, bất chấp mọi nỗi kinh hoàng và việc mất mẹ, Vlad vẫn dành cả mùa hè để đạp xe, đúng như những gì một cậu bé như em nên làm. Khái niệm tài phiệt Nga thời gian gần đây bỗng nhận được nhiều sự chú ý. Nhưng chính xác thì thế nào là một nhà tài phiệt? Một nhà tài phiệt không chỉ là một người giàu có, đó cũng là một người có quan hệ và ảnh hưởng chính trị. Vậy làm thế nào những nhà tài phiệt Nga này có được ảnh hưởng của họ? Để trả lời điều này, chúng ta cần nhìn vào cách các nhà tài phiệt trỗi dậy. Liên Xô lần đầu tiên cho phép kinh doanh tư nhân vào những năm 1980. Trước đó, tất cả các doanh nghiệp đều do nhà nước kiểm soát. Khi chính phủ bắt đầu cấp phép cho các dự án kinh doanh tư nhân, chính phủ cũng quyết định xem ai sẽ kiểm soát chúng. Ví dụ, Roman Abramovich, khi đó còn là một thiếu niên đầy tham vọng, đã có thể xin phép điều hành một nhà máy sản xuất đồ chơi cho trẻ em. Khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, Tổng thống Nga Boris Yeltsin muốn nhanh chóng chuyển đất nước sang nền kinh tế thị trường. Để tư nhân hóa các doanh nghiệp, chính phủ đã phát hành séc tư nhân hóa cho công dân. Những tấm séc đó có thể được trao đổi hoặc bán. Những công dân giàu có đã mua séc của những người Nga bình thường và sử dụng chúng để mua cổ phiếu trong các công ty tư nhân mới. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp mới hoặc các nhà tài phiệt thường là những người từng nằm trong hệ thống của Liên Xô cũ, cũng như những tay đầu cơ trong thị trường chợ đen, những người tham vọng và có mối quan hệ tốt. Đến năm 1994, 15.000 doanh nghiệp nhà nước đã tư nhân hóa, và các nhà tài phiệt nhanh chóng tích lũy được khối tài sản cách xu. Năm 1995, chính phủ Nga thiếu tiền và yêu cầu các nhà tài phiệt giàu nhất cho vay hàng tỷ đô la. Đổi lại, chính phủ trao cho các nhà tài phiệt cổ phần lớn cho các doanh nghiệp béo bở mà chưa được tư nhân hóa. Nhiều ngành công nghiệp bị chính phủ định giá thấp, giúp các nhà tài phiệt tích lũy được khối tài sản lớn hơn. Ví dụ, Abramovich đã trả 250 triệu đô la cho một lượng lớn cổ phần của công ty dầu khí Shipneft. Một thập kỷ sau, ông ta bán lại nó cho chính phủ Nga với giá 13 tỷ đô la, theo một cuộc điều tra của BBC. Là một phần của các thỏa thuận với chính phủ, các nhà tài phiệt được kỳ vọng sẽ giúp giới tinh hoa chính trị tiếp tục nắm quyền. Họ sử dụng quyền kiểm soát của mình đối với các phương tiện truyền thông, ngân hàng và các ngành công nghiệp khác để đảm bảo Yeltsin được bầu lại. Khi Yeltsin sẵn sàng từ chức, các nhà tài phiệt cũng giúp ông chọn Vladimir Putin làm người kế nhiệm. Sau khi Putin lên nắm quyền, ông đã thay đổi cán cân quyền lực giữa các nhà tài phiệt.
những người bạn từ thời còn ở KGB của Putin được hưởng lợi và những người chỉ trích ông bị điều tra. Một vài nhân vật bao gồm cả Mikhail Khodorkovsky, khi đó là người giàu nhất nước Nga, đã bị tống vào tù. Những người trung thành như Abramovich có thể giữ được của cải. Khi các quốc gia phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga vì cuộc xâm lược Ukraine, các nhà tài phiệt hiển nhiên trở thành mục tiêu. Các quốc gia phương Tây tịch thu tài sản ở nước ngoài của họ. Abramovich giao bán câu lạc bộ bóng đá Chelsea trước lệnh trừng phạt của Nga. Nhà tài phiệt có khả năng sẽ không nhận về số tiền thu được. Hiện vẫn chưa rõ mức độ ảnh hưởng, nếu có, của các lệnh trừng phạt nhắm vào các nhà tài phiệt lên các chính sách của Putin ở Ukraine. Còn với Abramovich, Forbes ước tính tài sản của ông vào cuối tháng 4 là 8,9 tỷ đô la, bất chấp các lệnh trừng phạt. Nổi tiếng với những kiến trúc thời đế chế Habsburg, thủ đô của Áo một lần nữa giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng thành phố đáng sống nhất trên thế giới theo tạp chí Anh Economist. Trong cuộc khảo sát mới nhất về những nơi đáng sống nhất có tên gọi là Chỉ số toàn cầu về những nơi đáng sống 2022, tạp chí Economist trả Vienna về vị trí hàng đầu sau khi thành phố này bị rớt xuống hạng 12 vào năm ngoái vì các viện bảo tàng và nhà hàng phải đóng cửa vì Covid. Vienna từng giữ ngôi vị quán quân vào năm 2018 và 2019, nay giành lại vị trí này nhờ sự ổn định và cơ sở hạ tầng tốt, là một thành phố quyến rũ, có chăm sóc y tế tiêu chuẩn, nhiều cơ hội giải trí và sinh hoạt văn hóa. Các phạm trù để xếp hạng quốc tế dĩ nhiên là cơ sở hạ tầng, phương tiện vận chuyển công cộng, giáo dục, y tế, và Vienna có vị thế rất may mắn về phương diện này. Một ví dụ về cơ sở hạ tầng tốt là chỉ cần 1 euro mỗi ngày, cư dân có thể dùng toàn bộ mạng lưới di chuyển công cộng ở đây. Kích cỡ của thành phố và các địa điểm thưởng ngoạn thiên nhiên lẫn các địa điểm sinh hoạt văn hóa giải trí liền kề càng làm tăng thêm tính thu hút của nơi đây. Vienna là khu đô thị, nơi tôi có thể đạp xe đua gần các vườn nho vào buổi chiều hay thư giãn trong rừng Vienna, rồi tới tối đi xem hát ở nhà hát kịch quốc gia, trải nghiệm văn hóa đẳng cấp thế giới. Từ trung tâm thành phố tới nhánh sông Danube cũ, để bơi chỉ mất 9 phút, dòng nước mát ở đây đã biến nơi này thành một trong những khu vực thư giãn được yêu thích nhất vào mùa hè. Dĩ nhiên không gian cây xanh cũng rất quan trọng cho chất lượng cuộc sống và Vienna có khoảng 50% đất công viên trong thành phố. Nhìn xuống thành phố là các ngọn đồi nơi người ta có thể đi bộ trong rừng và nghỉ chân uống một ly rượu vang tại một trong những quán rượu của thành phố, nơi rượu vang được làm từ các vườn nho của chính các quán rượu. Welcome to English in a Minute. In nature, water can be violent and rough, or it can be still and calm. So what could this mean? Still waters run deep. Anna, I'm throwing a party, and you and Ashley are invited. Oh, and Douglas too. Douglas? You mean the guy in IT who never talks to anyone? He's so quiet. Maybe he's just busy thinking. You know what they say, still waters run deep. They also say, be careful of the quiet ones. The expression, still waters run deep, is used when describing someone who seems shy and quiet. But they are often very intelligent and interesting. You just might not know it, because they're so quiet.